viêm nó lúc nào nó vẫn còn ở trong cái 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 cái, cái đường hô hấp của mình vâng. và có thể nó lên cơn bất cứ lúc nào do đó mà khi nên mình điều trị mà kiểm soát được cái viêm á, tốt á, thì nó sẽ uh, gần như nó không lên cơn nữa vâng. hoặc là nếu có lên cơn thì lên cơn cũng khá là nhẹ và mình dễ xử trí dạ. à, giờ, giờ tôi bệnh nhân khi mà lên cơn là bệnh nhân phải biết tự xử trí vì dạ. đây là một cái bệnh lý mà có thể nó xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là bệnh nhân phải biết cách tự xử trí và như vậy thì người bác sĩ phải có nhiệm vụ là hướng dẫn cho bệnh nhân cách từ xử trí dạ. và chúng tôi thường thường chúng tôi sẽ phát cho bệnh nhân một cuốn sổ nhỏ một cái brochure nhỏ trong đó hướng dẫn bệnh hen là gì rồi điều trị sao à. dự phòng sao cách ăn uống sao à. rồi tập thể dục thể thao để cho bệnh nhân hiểu được cái 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 bệnh của mình và chúng tôi cũng tổ chức những câu lạc bộ và. bệnh nhân để cho có sự trao đổi giữa thầy thuốc với bệnh nhân để bệnh nhân hiểu được cái hen của mình rồi hiểu được cái thuốc mình dùng nó là nó như thế nào, dạ. à, nó tác dụng ra sao, rồi tác dụng phụ, tác dụng có lợi như thế nào dạ. để mà mình bệnh nhân họ tin tưởng. À, con uh, có thể nói là do cái sự uh, uh, tư vấn không đầy đủ uh, tình trạng quá tải bệnh nhân, dạ. một bác sĩ mà khám tới năm bảy chục hay là một, thậm chí một trăm hai trăm bệnh nhân một ngày, thì cái đó là chắc có lẽ là là là, là, là trong điều kiện của mình nó như thế này. Dạ. À, do đó mà không có đủ thời gian để mà tư vấn cho bệnh nhân rõ do đó mà những cái câu lạc bộ bệnh nhân hoặc là mình có dành nhiều thời gian cho bệnh nhân để mà uh, tư vấn cho bệnh nhân hiểu được cái bệnh như thế nào thì bệnh nhân sẽ tránh đi cái chuyện mà bỏ thuốc tránh đi những cái thuốc mà điều trị uh, không có đúng dạ. uh, và tránh đi những cái trường hợp mà tự mua thuốc cái tâm lý mà tự mua thuốc bệnh nhân mình bây giờ ở việt nam mình phổ biến lắm dạ, đúng rồi. kháng sinh rồi túi thuế mua bao nhiêu cũng được vâng uh, uh, những cái thuốc đó là những thuốc mà nó giống như là con dao hai lưỡi À, mình uống vô mình thấy bớt liền thí dụ như đa, đa phần nó bị đau khớp đi mua một cái viên thuốc có có thuốc chứ uống vô là hết ngay ừ, dạ. à, giống như thần 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 dược chứ dạ. đó dạ. nhưng mà buông ra một cái là bệnh nhân nghiện ra nó, nó, nó lệ thuộc rồi thì nó lúc đó là bệnh nhân nghiện rồi không bỏ thuốc được phải uống hoài tác dụng phụ thì trong hen cũng giống vậy đó dạ. cứ uống hết một viên rồi cái là ngày mai cũng phải uống viên đó dạ. chứ không uống viên đó thì nó lại lại cái cái, cái nồng độ nó, nó, nó Viêm cái còt thuốc ít trong máu nó đã, thấp quá đã, thì đã. bắt đầu là nó nó bệnh nhân cảm thấy nó nó rũ rượi nó đuối không có không có làm việc được hết vâng. thậm chí nhiều khi huyết nó hạ à, do đó mà bệnh nhân bắt buộc phải uống thuốc à, nếu uống thuốc tẻ thì phải uống thuốc tẩy hoài dạ. à, còn nếu mà uống thuốc viên mấy thuốc viên mà có cò thuốc ít mà địa trị hen nó phải uống thuốc mãi thì chắc chắn một thời gian sau nó sẽ tác dụng phụ và tác dụng phụ này là tác dụng phụ mà nó rất là nghiêm trọng mà nó nó nó, nó hầu như là, là xảy ra trên mọi cơ quan ở trong cơ thể của mình Do vâng. đó cái 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 thuốc là thuốc mà nó rất tốt nếu chúng ta sử dụng đúng. Còn nó 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 nó, nó rất không tốt, rất nguy hiểm khi chúng ta sử dụng không đúng. Dạ, vâng. Và đó là điều mà chúng tôi muốn, muốn muốn, khuyến cáo tất cả bà con của bác là đối với bệnh nhân hen thì cái Thuýt rất cần nhưng mà nên chỉ nên sử dụng bằng đường hít theo hướng dẫn của bác sĩ. Dạ vâng. Uh có một cái, uh, rất là nhiều những cái kiến thức mà tôi thấy rằng là, yeah. là phó giáo sư chia sẻ rất cần thiết cho người bệnh mà đúng là rất nhiều, nhiều người bệnh hen đang có những cái hiểu biết không đúng đúng yeah. ạ trong cái điều trị bệnh lý này à, vâng thưa quý vị và các bạn là chúng ta vừa lắng nghe những cái tư vấn của phó giáo sư tiến, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc vâng sai lầm thường gặp nhất đó là chẩn đoán muộn và bỏ sót chẩn đoán ngoài ra trong điều trị hen thì không ít người bệnh nản lòng bỏ giờ điều trị hoặc lạm dụng thuốc cắt cơn hay tìm đến những thầy lăng băm để uống thuốc đông y dây bấm huyệt thủy châm châm cứu khiến bệnh thêm nặng và gặp rất nhiều tác dụng phụ liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là hiện tại chương trình đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của khán giả thông qua fanpage của chương trình chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi này qua phần 2 của chương trình là bác sĩ tư vấn. Dạ vâng ạ, thưa phó giáo sư ạ, tôi sẽ bắt đầu ngay với cái phần nội dung các khán dạ câu hỏi của khán giả gửi đến cho à. chương trình ạ. Dạ vâng ạ, à, câu hỏi đầu tiên của một khán giả tên là Milan có hỏi là à, thưa bác sĩ nghe nói có nhiều mẹo trị hen như ăn cắp có đúng không thưa bác sĩ tôi có áp dụng nhưng cảm thấy là bệnh chưa thuyên giảm lắm à, bác sĩ có thể tư vấn được không ạ dạ vâng ạ xin mời phó giáo sư ạ à, à. Mà, theo kiến thức về học hiện nay thì hen là một cái bệnh bệnh lý viêm mãn tính của đường hấp như chúng tôi đã đề cập lúc ban đầu thì cơ chế viêm nó cũng khá là phức tạp nhưng mà à. đa phần cái viêm đó nó được khống chế bởi khi mà chúng ta sử dụng corticoid mà để mà hạn chế cái tác dụng phụ của corticoid thì chúng ta các à, hãng dược phẩm họ chế ra những cái thuốc corticoid mà khi hít vào nó hấp thu qua đường hô hấp à. À, nó hiệu quả và nó ít tác dụng phụ cái đó là một cây cây cái, cái thành tựu của cái công nghệ dược phẩm à, của nhân loại phải, nói là đó một điều một cái 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 thành tựu rất rất lớn à, trước đây thì thì nó không có trong thập niên 60 70 thì chúng ta chỉ dùng cò thuốc u đường uống dạ. đó do đó mà, mà 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 tác dụng phụ rất nhiều thậm chí có một số trường hợp cho tới bây giờ vẫn 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 rải rác chúng tôi vẫn gặp là là bệnh nhân được chích thuốc cái kenaco là cò thuốc mà dạ. 6 tháng bệnh nhân chích lần cứ khai với mình là bệnh nhân tới là chích đó đó là 6 tháng là không có triệu chứng gì hết rồi 6 tháng sau rồi bác sĩ sẽ hoặc là y tá sẽ chích thêm mũi nữa ừ. thì cái đó cũng giống như thuốc uống vậy thôi nó cũng có những cái thuốc uống à. đó là cotu túi dạ. nhưng mà khi mà mình chích vào trong đó thì nó sẽ làm cho cái nồng độ có túi trong máu nó, nó 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 cao liên tục và nó cũng gây tác dụng phụ tương tự như là cotu ít uống vậy đó cái đó là, là 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 những cái thuốc mà hồi xưa người ta đã 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 sử dụng nhưng mà sau này người ta nhận thấy rằng cái người ta đã tìm ra được những cái 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 công thức phân tử corticoid mà chúng ta sử dụng bằng đường đường hít tác dụng tại chỗ tại phổi mà nó không tác dụng toàn thân thì đó là một cái công nghệ mà mấy chục năm nghiên cứu bây giờ người ta mới được chúng ta mới bệnh nhân chúng ta mới được tận hưởng à. còn những cái phương pháp điều trị khác thì gần như là nó nó không có hiệu quả Và và đôi khi thì đó là những phương pháp tâm lý dĩ nhiên là có một số thuốc có thể nó có những chứa những cái tác dụng thí à, dụ như là những cái thuốc có cây, cây, cây dược 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 liệu dạ. có thể nó chứa một số thuốc giãn phế quản à, hoặc là có những cái công cái cái, cái, cái thuốc công thức nó, nó nó tương tự như vậy nó làm cho 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 cho, cho bệnh nhân uh, giãn phế quản cảm thấy dễ thở nhưng mà đó là những cái 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 thuốc mà dược liệu đó nó chỉ tác dụng ngắn hạn và nó không phải là là thuốc chủ trị để mà chúng ta điều trị hen dạ. do đó mà cho tới hiện nay cái với kiến thức của y học hiện đại thì corticoid là thuốc gần như là thuốc duy nhất và để điều trị hiệu quả cho hen mà cũng xin nhắc lại phải nói nhắc lại là chúng ta sử dụng corticoid bằng đường hít đừng có bao giờ sử dụng bằng đường dạ. uống trừ trường hợp là khi vào cái cấp cứu với sự chỉ định của bác sĩ dạ. thường thường là bác sĩ cũng sẽ cho một số ít cái 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 cỏ thuốc ít uống tại nhà để phòng ngừa mà khi mà có lên cơn cấp mà trước khi vô cấp cứu bệnh viện đó vâng. là yêu cầu bệnh nhân uống à, vài viên để đi cấp cứu thì như vậy nó sẽ giúp cho bệnh nhân có thể nó giảm đi bớt được cái cơn và bệnh nhân sẽ tới kịp bệnh viện vâng. à, còn 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 nếu mà chúng ta sử dụng cái cái cò thuốc bằng đường hít thì uh, gần như 80% phần trăm hen nó sẽ được kiểm soát rất là tốt dạ. uh, và 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 ngoài ngoài ra thì chúng ta sẽ kiểm soát những yếu tố về môi trường từ hen là bệnh lý nó liên quan tới môi trường uh, uh, các uh, dị ứng nguyên ha dạ. như là là tới cái mùa uh, phấn hoa vâng. à, ở Đà, Đà, Đà Lạt hay là ở Hà Nội hay là vâng, một số nơi nhé dạ. à, rồi à, rồi à, không khí ô nhiễm dạ. à, chúng ta thấy là thời gian gần đây cái cái, cái bão cát vâng. à, những cái, những cái 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 cái, cái bụi mịn hay bụi, 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 vâng. bụi mịn vâng. nó, nó nó xâm nhập vào đường hấp nó sẽ kích thích à, nó cũng nó nó là những cái, cái cái chất vật lý hay là những hóa học từ giờ hen là một cái bệnh lý mình nó do rất là nhiều cái yếu tố ngoài cái dị ứng ra nó còn rất là nhiều yếu tố khác nó cũng gây ra hen, thậm thậm chí nhiều khi hen là do nguyên nhân về à, xúc cảm. Chúng ta thấy yeah. là nhiều khi chúng ta đang dự tiệc mà chúng ta vui quá cũng lên cơn hen. Mà khi như khi mà, mà buồn quá khóc cũng lên cơn yeah. hen à, cũng có, có những trường hợp như vậy hoặc là khi mà chúng ta vận động cũng có thể lên cơn hen. Yeah. Thì nó hen nó nó nó, nó, nó đa hình thái lắm. À, do đó mà cái vấn đề điều trị à, chủ yếu chúng ta phải kiểm soát bằng cái cortix bằng đường hít dạ vâng ạ là cái thuốc đó là không thể thiếu được dạ, vâng. gần như là không thể thiếu được trong tất cả mọi cái bệnh nhân hen dạ vâng còn những cái phương pháp điều trị khác thì chúng ta không nên nghe rồi dạ. mà tự ý sử dụng đúng không vâng, ạ dạ, vâng vâng rất là nguy hiểm dạ. đúng không ạ vâng ạ à, thưa phó giáo sư tôi sẽ đến với câu hỏi của bạn Giang Tú bạn có hỏi là à, thưa phó giáo sư tôi đang bị uh, bệnh hen và tôi có ý định là có thai liệu tôi có nên ngưng uh, dùng lọ thuốc màu tím không ạ? Uh, vâng, lọ thuốc màu tím ở đây thì tôi không biết là lọ thuốc như nào, đúng không, thưa phó giáo sư. À, có lẽ là chị đang 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 nói đến cái thuốc Cetirizine rất là phổ biến à, à, để à. điều trị hen. đây là một thuốc mà rất có hiệu quả vừa kết hợp vừa qua quạt bằng đường hít và một cái thuốc giảm phế quản tác dụng kéo dài yeah. kết hợp vào thì đây là cái thuốc mà sử dụng cho 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 bệnh nhân. Đó. thì uh, đối với bệnh nhân mà 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 chuẩn bị có thai hay là chuẩn bị sinh con, nghĩa là trong thời gian mà mang thai hay là chuẩn bị có thai thì cũng không nên ngưng cái uh, thuốc xưa điều trị hen bởi vì ngưng à. nó rất là nguy hiểm, vâng. rất là nguy hiểm cho chúng ta bởi vì khi mà chúng ta có thai thì nó thay đổi độ tiết tố thì những người hen có thể bị nặng lên, năm vâng. trăm à, sẽ bị nặng lên và cái thời gian mà mà mang thai thì cái cái thai càng ngày càng lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề thông khí và em hô hấp do đó mà mà bệnh nhân sẽ có hơi thở ngắn hơn nữa vâng. do đó mà khi mà lên cơn hen thì rất là nguy hiểm cho dạ. cho bệnh nhân cho cả mẹ lẫn con à, và đặc biệt là những cái tháng cuối của thai kỳ đó là chuẩn bị sanh đó thì khi mà chúng ta sanh mà 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 phải phải rặn mà phải dùng được sức rồi, mà ha. đó thì thì bệnh nhân phải cái phải đường hô hấp nó phải 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 thông thoáng thì bệnh nhân mới có thể thể có, có hơi thở để rặn được dạ. do đó mà thường thường là những bệnh bác sĩ mà sản phụ khoa mà có có, có 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 gặp bệnh nhân mà hen mà đang mang thai thường thường hay gửi chúng tôi để chúng tôi kiểm soát hen và chúng tôi cũng khuyên là bệnh nhân phải sử dụng thuốc thuốc hèn dạ. kể cả cọt thuốc dạ. à, nếu cần thì chúng tôi sẽ sử dụng cọt thuốc cho bệnh nhân thà là mình sử dụng cọt thuốc bằng đường hít Tại vì chúng ta biết là đường hít như vậy nó cũng rất là ít tác dụng phụ vâng. nhưng mà nếu chúng ta không dùng thì bệnh nhân lên cái hèn là bắt buộc phải sử dụng cọt thuốc bằng đường uống và đường uống thì tác dụng phụ cho cả mẹ ừ, lẫn con. con do đó mà mà chúng ta lưu ý là cần phải 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 vẫn phải kiểm soát hen thì cái thì, thì tất cả những phụ nữ mà có, à, có tuổi à, tuổi trưởng thành mà có ý định à, mang, mang thai, thai. À, đang bị hen thì phải tới bác sĩ hô hấp để chúng tôi tư vấn điều trị một cách à, kỹ càng từ dạ. lúc mà mang thai tới khi mà sinh con dạ à. vâng ạ à, thưa <laughs> bác sĩ là câu hỏi của khán giả trọng thắng có hỏi ạ à, ngoài bị bệnh hen phế quản à, tôi còn bị tăng huyết áp và mỡ máu Tôi thường phải dùng rất nhiều loại thuốc một ngày. À, không biết là các loại thuốc như thế có ảnh hưởng với nhau hay không? Và tôi cần phải uống như thế nào để cho đúng ạ? À? Vâng, à, xin mời uh, sự tư vấn của à, sĩ. Chúng ta có cái bệnh hen trên cái nền, một cái bệnh cao huyết áp. Thì cái điều này nó cũng rất là quan trọng là chúng ta phải điều trị cái điều trị hen cho nó thật là tốt. À, bởi vì nếu mà chúng ta lên cơn hen thường xuyên thì huyết áp nó sẽ lên. Dạ. Nó sẽ lên huyết áp mà rất là nguy hiểm như vậy thì cái hai cái bệnh nó sẽ tác động à, qua lại và làm cho cái cái cái, cái tình trạng sức khỏe chúng ta nó sẽ suy kém. Vâng. Cho đó chúng ta vẫn điều trị thuốc huyết áp mà vẫn điều trị hen như thường và đặc biệt trong những bệnh nhân mà cao huyết áp thì nếu mà chúng ta dùng cọt bằng đường uống á hoặc là chúng ta dùng uh, thuốc tể này khi có chứa cọt bằng đường uống thì cái huyết áp nó sẽ không kiểm soát được. Dạ. Và thậm chí nhiều khi là chúng ta uống thời gian kéo dài là chúng ta phải tăng liều thuốc giá bên nữa nha, do đó mà cái 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 điều này để chứng tỏ rằng cái thuốc qua huyết bằng đường hít nó rất quan trọng cho tất cả những bệnh nhân mà có những cái bệnh đi kèm theo. Dạ vâng. À, để, để chúng ta hạn chế thí dụ như bệnh nhân có bị viêm dạ dày thì chúng ta bằng bằng qua mà chúng ta uống vô thì có thể nó bị lét hoặc là thủng dày. dạ dày. rồi bệnh nhân bị tiểu đường thì cái đường huyết nó, nó 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 tăng lên thì không kiểm soát được khi chúng ta dùng thuốc qua huyết uống. Vâng. À, do đó mà những cái thuốc mà, mà 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 thuốc tể mà được quảng cáo là để trị hen thì đa phần là có trộn cái cò thuốc trong đó mà với lưu lượng, lượng thì thì mình không 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 thể nào đoán được à, có thể nó rất nhiều à, và 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 phần lớn những cái những thuốc đó mà để trị hen thì à, các bạn sẽ thấy được là khi đó mình sẽ ăn cảm thấy rất là ngon ha tại vì sau một thời gian nó lên cân rồi huyết áp lên tiểu đường lên mở máu lên tất cả mọi cái 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 tác dụng phụ bắt đầu nó sẽ nở rộ ra sẽ ra cái đó mà à, đứng trước một cái hen mà có nhiều cái bệnh đi kèm theo thì vấn đề điều trị hen cần phải tuân thủ đúng cái sự hướng dẫn của bác sĩ hơn là Người những bí, cái trường hợp mà không không có bệnh đi kèm nữa và đấy một bệnh là đã khó điều trị rồi chưa vâng. kể là những cái ừ. trùng bệnh ừ. mạng tính như thế đúng không ạ? và những thuốc hen thì nó không có tương tác với uh, những cái thuốc mà mình đang dạ, đang vâng. sử dụng. Dạ vâng, à, đấy cũng là một cái lời khuyên mà tôi nghĩ rất là bổ ừ. ích cho những cái người bệnh hen mà có những mắc những cái bệnh mạng ừ. tính khác. Ví dụ như tôi nghe có làm nhiều cái chương trình về tăng huyết áp cũng như bác sĩ vừa chia đấy, sẻ đấy, bác sĩ cũng nhắc đi nhắc lại là chúng ừ. ta phải uống đều đặn ừ. bệnh nhân hen cũng thế cũng kiểm soát uh, cơn hen bằng cách tuân thủ điều trị. Ừ. Dạ vâng ạ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn nói thêm về dạ, vấn đề vâng. này nữa là khi mà bệnh nhân hen đi khám vì cao huyết áp vâng. hay để đi khám uh, những cái bệnh lý khác thì mình cũng phải báo cho bác sĩ tim mạch à. biết là mình bị hen. Vâng. Để bác sĩ tim mạch không có cho những thuốc mà nó làm gây lên cơn hen. Dạ. ví dụ những thuốc ức chế beta hay là thậm chí aspirin ha à, có yeah. nhiều người rất là nhạy cảm khi uống thuốc đó yes. nó sẽ lên cơn hen liền thậm chí những cái thuốc mà mà kháng viêm mà, mà không phải là cột quýt thì nó cũng 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 có thể nó gây lên cơn hen do đó mà khi mà mình lại bị hen được điều trị tốt rồi thì nhiều khi là, là là tới một cái bác sĩ khác không phải là bác sĩ hô hấp thì người ta đôi khi người ta không có chú ý tới cái bệnh hen tại vì hoàn toàn bình thường vâng à, thì đôi khi là họ cho chỉ định một cái loại thuốc mà nó lại chống chỉ định với hen do đó mình cũng đi đâu mình đi khám bác sĩ nào khác ngoài chuyên khoa hô hấp thì mình phải khai báo là mình đã bị hen và đang dạ. điều trị hen vâng. để cho các bác sĩ người ta biết ta tránh dùng những thuốc dạ, có vâng. hại dạ. vâng ạ à, thưa bác sĩ là có khán giả <laughs> à, dạ vâng ạ tên cũng hơi khó, khó đọc một chút à tôi xin phép đọc cho phó giáo sư nghe à, tôi năm nay 21 tuổi tôi bị hen thời gian trước tôi thường khó thở về sáng và người quen giới thiệu tôi dùng thuốc đông y sau khi dùng thuốc thì tôi không còn khó thở về sáng nữa nhưng à, da mặt của tôi thì bắt đầu mọc đầy mụn đây có phải là do tác dụng phụ của thuốc đông y hay không thưa bác sĩ và bây giờ thì tôi phải làm gì à, lại một cái câu chuyện yeah. Dạ vâng thì ở đây rõ ràng là chúng tôi vừa nói đến tác dụng phụ của corticoid dạ. thì một trong những tác dụng phụ corticoid là bệnh nhân sẽ mọc lông nhiều hơn kể dạ. cả mặt, tay chân và nổ mụn thì đó là một cái tác dụng phụ rất là phổ biến của 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 thuốc ít dạ. vậy vì như vậy thì có khả năng có khả năng là cái thuốc đông y đó có chứa cò dạ. à, chứ còn những cái thuốc mà đông y mà nó không có không chỉ là cây cỏ không á dạ thì hoàn toàn không có thể nào nó có nó nó làm cho mình mọc lông được <laughs> dạ, à, và cũng không có nổi mụn. Dạ. À, thì, thì, đó những cái đó là mình lưu ý cái những cái những cái cái thuốc mà mà nó chứa có túi thường thường là nó sẽ nó sẽ mọc lông nó sẽ nổi mụn nhiều à, nhất là ở mặt và ở, ở lưng ở Vì. ngực ha rồi nó tái phân bố mỡ làm cho cái bụng mình to ra mặt mình tròn lại à. rồi cơ rồi teo cơ tay chân nó ta teo hết, à, thì à, chúng tôi hay ví những bệnh nhân mà điều trị có lâu ngày thì giống như anh em một nhà vậy đó, ai cũng giống hình dáng giống vậy, mặt tròn như mặt trăng, à, rồi bụng to, rồi tay chân điều teo, à. dạ. da thì rất là mỏng, Đúng. rất mỏng dễ bị xuất huyết, cái đó cũng là tác dụng phụ của thuốc rồi bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị à còn bị lao phổi nữa chứ. À, ở Việt Nam mình thì cái 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 cái, cái, cái lao thì dễ à, bị mắc dạ. lắm. À, tỷ lệ lao cũng khá mới cũng khá là nhiều do đó mà những người mà dùng thuốc mà có trộn còn tuyết vô thì rất dễ bị nhiễm trùng và tì... và rất dễ bị lao rất dễ bị lao do đó mà bởi vì khi mà chúng ta uống thuốc cò tuyết như vậy nó sẽ ức chế hết tất cả những cái hệ thống miễn dịch của chúng ta vâng. trong cơ thể của chúng ta do đó mà khi mà gặp những tác nhân à, vi sinh vật là rất là dễ bị bị nhiễm dạ. và bị dễ bị phát bệnh vâng một cảnh báo cực kỳ dạ, quan vâng. trọng đấy ạ. Dạ. Vâng. Thực ra cái 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 cỏ tuyết người ta ví như là một con, con dao mà nó 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 nó, nó hai lưỡi. Nữa. Khi mà sử dụng đúng thì rất là là tốt. Vâng. Nhưng mà khi dùng sai là coi như là cuộc đời đi tiêu luôn. Dạ. dạ, dạ. vâng dạ. ạ. Dạ rất, rất là cảm ơn cái cái thông điệp này dạ, của của dạ. giáo sư. Dạ. Bởi vì là uh, tình trạng lạm dụng có ít rồi lạm dụng, chưa kể là lạm dụng kháng sinh ạ. Vâng, yeah. ở Việt Nam hình thì rất là cao. Và người dân thì đúng như phó giáo sư ngay từ đầu ấy, câu chuyện là chúng ta cứ đi ra hiệu thuốc là chúng ta mua yeah. được thuốc luôn, mà không cần có sự đơn đơn của thầy thầy thuốc. Đấy là cũng tôi nghĩ là về chuyên ngành điều trị yeah. về lĩnh vực y tế như phó giáo sư thì chúng ta cũng cần phải nói nhiều hơn để cho người dân nhận thức đúng và cũng có những cái biện pháp nào đó để mà cho người dân uh, hạn chế được cái việc đấy lại là cái điều quan trọng đúng không ạ? Dạ đúng vâng vậy, vậy. ạ. Thưa phó giáo sư là hiện tại thì uh, có một câu hỏi uh, cũng uh, cũng rất là hay về của một bạn, bạn trẻ bạn với 25 tuổi thôi ạ. Uh, dạ vâng. Xin chào phó giáo sư ngọc ạ. Dạ vâng. Tôi bị hen từ nhỏ và tôi ngưng thuốc điều trị hen vì tôi dự định mang thai. À như vậy có nguy hiểm gì không thưa bác sĩ? Ở có vẻ câu này lại trùng với câu vừa vâng, rồi. Vâng. Dạ vâng. Uh, nhưng mà uh, tôi sẽ có một cái câu hỏi khác mà bạn cái có hỏi là bệnh hen thì có chết không thưa phó giáo, giáo, sư? À. Dạ vâng ạ. Câu chuyện lời này của sĩ à, vừa rồi à, vừa rồi chúng tôi mới đề cập tới đó à, thì do chúng ta không có tuân thủ điều trị. Vâng. Do đó mà mà kể cả những trường hợp hen nhẹ mà nó chiếm tới 15 cho tới 20% tử vong vì hen. Vâng. Vì hen. Chết tại vì sao chứ là, 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 bệnh nhân bị chết bởi vì khi nó lên cơn hen đột ngột quá. Vâng rồi mình đi cấp cứu không rửa được, a à, nó bị siêu hấp thì tụt oxy, mà tụt oxy trong vòng thời gian kéo dài thì bệnh nhân sẽ ngưng tim và ngưng thở luôn, à, nếu cứu được thì chúng ta thấy là là bệnh nhân sẽ sống qua đời sống thường vật. À, đó là cái cái điều mà nó khá là thường gặp, vâng. chứ không phải hiếm gặp, dạ. à, mặc dù là hen chúng ta rất là dễ điều trị mà chính với cái dễ điều trị đó bệnh nhân là chủ quan vâng. nhất là trường hợp nhẹ như từ đầu chúng tôi đã đã đề cập với xuân hương đó dạ. là những bệnh nhân hẹ nhẹ nó chỉ cần dùng một hai ống thuốc là bệnh nhân gần như không còn triệu chứng gì hết vâng. rồi bệnh nhân à, khỏe mạnh bình thường cứ nghĩ là mình đã khỏi dạ. à, à, có thể Xong là do quan. do chủ quan hoặc là do 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 bác sĩ mình tư vấn nó không có đầy đủ vâng. à, cái đó cũng phải trách nhiệm của ngành y tế chúng tôi nói là dạ. thật sự là cái ngành y tế cũng chưa làm tốt công công tác mà tư vấn giáo dục bệnh nhân à, chính vì vậy mà những cái phương tiện uh, truyền thông uh, như là Thông tấn xã Việt Nam dạ. uh, rất là bổ ích cho 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 cộng đồng thì uh, chúng ta sẽ chia sẻ để cho bệnh nhân hiểu được vâng. cái bệnh đó là cái bệnh mà gần như phải điều trị lâu dài và suốt đời dạ. kể cả khi mà uh, từ uh, tuổi còn nhỏ xíu cho tới khi mà 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 muốn dự định rồi. có thai à, dạ, 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 thì đa, đa phần thì 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 phụ nữ mà khi mà chuẩn bị mang thai hoặc là mang thai thì sợ là tác dụng phụ cho con dạ. ai cũng thương con hết ai cũng ta nhưng mà vô tình mình không hiểu biết mình ngưng thuốc điều trị lại vô tình là mình hại con dạ. hại con mà hại chính bản thân mình mà mà mà, mà, mà dễ tử vong lắm. Dạ. À, tại vì nếu mà chúng ta điều trị kiểm soát không đầy đủ thì thì khi mà có một cái yếu tố nó nó, nó, nó kịch phát nó gây lên cơn hen thì đôi khi chúng ta chúng ta cấp cứu không kịp, thì vâng. đó là cái đó và cái đó là từ chiếm từ 15 cho tới 20 phần trăm hiện nay, dạ, à, vâng. do đó hen vẫn còn 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 tử vong khá nhiều dạ. hiện nay. Vâng, nhưng mà tôi thấy rằng như phó giáo sư chia sẻ thì là uh, hầu như là những cái trường hợp mà có thể đến tử vong ấy, thì là do là chúng ta điều, tuân thủ điều trị sai, đúng không ạ? Chúng ta điều trị sai. Chứ còn nếu mà ví dụ chúng ta tuân thủ điều trị đúng ạ, thì hoàn toàn có thể sống bình thường khỏe mạnh như người bình vâng, thường đúng không vâng. ạ? Dạ vâng. À, liên quan đến cái nội dung tuân thủ điều trị và sử dụng thuốc thì tôi thấy có một câu hỏi của khán giả Văn Giang ạ. À dạ vâng ạ. Chào chào phó giáo sư ạ. Cháu rất là vui khi mà được gửi câu hỏi này là sử dụng thuốc hít lúc nào thì hiệu quả nhất? Quên liều sử dụng thì làm như thế nào? Ví dụ ngày thì sử dụng hai lần, sử dụng ngay khi nhớ hay là bỏ qua luôn hoặc hít thêm liều ở lần sử dụng tiếp theo có hay không? Cái, cái câu này chắc là liên quan đến cái việc sử dụng thuốc ở bệnh vâng, vâng. nhân hen rồi. vâng Xin mời ừ. phó giáo sư tư vấn ạ. À, vấn đề uh, tuân thủ uh, điều trị là rất là quan trọng. Dạ. tuy nhiên thì không uh, ạ. không phải lúc nào trong suốt cuộc đời mình mình cũng đều nhớ cái chuyện đó hết. Đúng rồi. đôi khi thì uh, lại sáng lật đật đi đánh răng và đi đi học, rồi bỏ quên cái lọ thuốc ở nhà, ừ. rồi tới tới, tới 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 trưa mới về thì nếu mà chúng ta như chúng tôi đã đề cập tới đó là lúc nào bệnh nhân hen cũng phải có một cái lọ thuốc để trong cái 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 túi áo hoặc là cái cặp của mình để mà mình khi mà mình quên buổi sáng thì mình có thể sử dụng buổi trưa vâng. À, và nếu mà buổi 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 trưa mình quên nữa thì buổi chiều mình có thể sử dụng cái liều giống như cái liều khuyến cáo vâng. Còn nếu mà mà mình dùng theo đúng liều khuyến cáo của bác sĩ mà mình quên liều buổi sáng mà thấy có triệu chứng thì mình có thể sử dụng những cái thuốc à, 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 khi cần đó. Vâng. Thí dụ như mình có cái lọ tolin mình xịt vô vâng. nếu mà thấy cảm thấy nó hơi khó khè. À, bởi vì cái thuốc mà 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 kiểm soát cái 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 triệu chứng á thì cái thuốc đó nó, nó tác dụng chậm mà nếu mà ban đêm mà nếu mà chúng ta có triệu chứng thì chúng ta có thể sử dụng thêm vâng. và cái sử dụng thêm uh, những thuốc đó thì hoàn toàn nó 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 không có hại theo cái khuyến cáo của bác sĩ à, thí dụ như chúng ta sử dụng hai uh, uh, nhát rồi sau đó uh, uh, hoặc là chúng ta khuyến cáo sử dụng được bốn nhát vâng. uh, chúng ta thấy nó không có yên thì chúng ta gần phải uh, gọi uh, cấp cứu hoặc là gọi người giúp đỡ để đưa chúng ta đi 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 đi, đi bệnh viện chứ không phải lúc nào mà chúng ta thấy nó cơn nó xuất hiện là chúng ta cứ dùng thuốc cắt cơn ở nhà hoài cũng dạ. không, không được, nghĩa là chúng ta phải 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 biết lắng nghe cái 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 hơi thở của mình, do vâng. à, đó khi mà nó đã nghẹt thở quá, đã, đã 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 thiếu oxy, chúng ta lúc đó chúng ta cảm thấy nó 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 không còn chịu đựng nổi thì bắt buộc chúng ta phải phải đi cấp cứu vâng. chứ không không thể để để ở nhà, thì à, vấn đề mà tư vấn điều tự điều trị nó rất quan trọng cũng như là tư vấn cho người nhà, dạ. người thân chăm sóc đặc biệt là những bệnh nhân hen mà lớn tuổi đó. Vâng. Thì lúc nào cũng phải có cái người thân mà hiểu biết về cái thuốc men, hiểu biết về cái 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 cái, cái bệnh tình vâng. của bệnh nhân. Bởi vì chúng tôi thường thường hay tư vấn những cái câu lạc bộ bệnh nhân là lúc nào cũng phải mời bệnh nhân và mời người thân nhà, nhân bệnh nhân à. tới để mà tư vấn cho cả hai để mà giúp cho 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 người thân của mình khi mà người thân của mình lâm vào cái cái cảnh như vậy. Dạ vâng. do vậy. đó mà cái vấn đề thứ nhất là vấn đề chúng ta tuân thủ thì chúng ta cố gắng à, sử dụng đều đặn sáng chiều từ vì về một, dạ. một, một thời gian tác dụng thuốc nó kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ. Mà nếu chúng ta quên một liều thì thì cái nguy cơ mình nó xuất hiện cái 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 đợt cấp hoặc là tiểu chứng nó tăng lên thì có thể nó có. Vâng. Và chúng ta có thể sử dụng sử dụng những cái thuốc mà cho nó nó hạ cơn, vâng. thì có những cái, cái cái khuyến cáo là sử dụng những thuốc giãn phế quản đơn thuần có khuyến cáo thì chúng ta sử dụng những thuốc mà nếu chúng ta sử dụng những thuốc mà à, có thuốc giãn phế quản vừa tác dụng nhanh vừa tác dụng chậm kèm theo quýt thì chúng ta phải hít thêm một liều hoặc hai liều dạ, vâng. à, thêm nữa thì cái đó nó hoàn toàn nó cũng không có nguy hiểm cho cho bệnh nhân của chúng ta dạ, vâng ạ. À, rất là cảm ơn phó giáo sư đã có cái tư vấn về sử dụng được. thuốc ạ, cho khán giả tên văn giang ạ. dạ vâng ạ. câu hỏi của khán giả nhật nam ạ có hỏi là à, thưa bác sĩ gia đình tôi gồm nhiều người bị hen xuyễn theo di truyền vẫn dùng thuốc cắt cơn và dự phòng tây y đều đặn nhưng mỗi khi trời trở trời, trời thì đều rất là khốn khổ bác sĩ cho hỏi là người lớn và trẻ con thì có thể dùng chung được không khi dùng thuốc hen thảo dược thì tôi có phải dùng thuốc cắt cơn hen nữa không? dạ vâng. Um... Như chúng ta đã đề cập tới đó là cái cái hen là bệnh vi mãn tính và phải điều trị là phải điều trị bằng corticoid. Cò à, còn còn thảo dược mà chứa corticoid mà để uống ừ, thì là... chúng tôi không có khuyến cáo bệnh nhân để dùng thảo dược và kể cả dùng thảo dược đơn thuần chúng tôi cũng không khuyến cáo. Vâng. À, bởi vì cái cái hen nhất là những trường hợp hen mà khó khó kiểm soát đó, thì thì chỉ có corticoid là thuốc mà hiện nay là hiệu quả nhất để điều trị vâng. bên cạnh những thuốc thuốc giãn phế quản và cái cái thuốc dành cho trẻ em nó khác thuốc dành Nhưng cho người lớn và thuốc người lớn cũng có những liều khác nhau dạ chứ không đấy. phải là nó giống nhau do đó mà mà, mà 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 bà con cô bác là nên được bác sĩ khám và chỉ định cái liều lượng dạ. và chúng ta biết là chúng ta không có dùng cái cái cái, cái liều lượng thuốc lúc ban đầu bác sĩ khuyên <laughs> chúng ta đó chúng ta không có dùng thuốc suốt năm này qua tháng nọ vâng mà chúng ta nếu mà dùng có hiệu quả bác sĩ sẽ giảm đi phân nửa liều à, hoặc là hoặc là hoặc là, là 75% liều. Đó, giảm từ 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 để duy trì một cái, cái 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 nồng độ thuốc một cái liều lượng thuốc tối thiểu mà nó kiểm soát được cái hen. Thì đó là cái cái nguyên tắc rất là quan trọng đối với đối với đối với bệnh nhân. Do đó trong nhà mà có nhiều bệnh hen là chúng ta không thể nào chúng ta xe cái giữa người lớn với trẻ em được nha. Dạ cái lọ của trẻ em nó 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 khác lọ người lớn, à, cái đó là điều 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 chúng ta phải tuân thủ, không dùng cái từ gì khi mà chúng ta dùng quá liều thì nó cũng lại cũng 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 không không tốt cho à. sức khỏe. gọi là một cái cụm từ là tôi cũng được biết đó là gọi cá thể hóa trong điều trị vâng, đúng không vâng dạ, vâng vâng dạ. À, vâng ạ à, có rất nhiều câu hỏi ạ vâng ạ chắc là phó giáo sư sẽ phải mệt đấy. à, khán giả xuân tuấn anh ạ có hỏi rằng là nhiều người cho rằng bị hen phế quản thì không nên tập thể dục thể thao, điều này đúng không thưa phó giáo sư? Mong giờ phó giáo sư giải đáp giúp ạ. Dạ. À, một trong những cái phương pháp mà không dùng thuốc để điều trị hen thì đó là phương pháp tập thể dục thể thao. À. Chứ không phải là chống chỉ định. Dạ. Khi mà, mà mà chúng ta tập thể dục thể thao mà chúng ta hen chúng ta không điều trị thì nó ảnh hưởng đến cái vận động của mình. Còn nếu mà chúng ta điều trị tốt thì bệnh nhân tập thể dục thể thao giống như người bình thường nghĩa là cái hen hiện nay cái vấn đề tiến bộ trong vấn đề điều trị là chúng ta mang cuộc sống của người bệnh nhân trở thành ra cuộc sống của người bình thường. Vâng. Với điều kiện là mình dùng thuốc thôi. Dạ. Cũng giống như cao huyết áp vậy đó, mình đưa cái huyết áp cao xuống trở về quá bình thường. Dạ. Thì cái cái cò túi ít và thuốc hen thì mình cũng đưa cái bệnh nhân viêm dạ. ở mức độ cao trở về bình thường. Và như vậy thì giống y hệt như người không bị hen. Do đó mà thậm chí nhiều khi bệnh nhân hen của mình là tưởng là mình không không có bệnh là, là như vậy là vậy. hay bỏ thuốc là vậy. Do đó mà đưa cuộc sống trở về gần bình thường thì bệnh nhân vẫn 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 vẫn, vẫn tập thể dục thể thao như thường. Ừ. Có những cái sai lầm đối với bậc cha mẹ khi mà có con em bị hen á. Vâng. Thì xin tới chúng tôi thì xin là cái giấy về để mà gửi nhà trường đừng à, có để tập vâng. thể dục thể thao. Cái điều đó là điều rất là sai lầm. Vâng sai lầm là 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 như vậy thì nó sẽ hạn chế cái chuyện mà phát triển thế lực của con em chúng ta. Thứ hai là con em chúng ta sẽ có một cái mặt cảm là không được uh, tham gia những Đúng cái rồi. hoạt động uh, bình thường của những đứa trẻ khác vâng. và sẽ đưa đến cái 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 vấn đề mà trốn tránh cái 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 cái, cái nhiệm vụ nghĩa vụ của mình nữa. Vâng. Do đó mà chúng ta thấy là cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải điều trị hiệu quả cái hen phế quản và xem cái hen phế quản là một cái bệnh lý mãn tính và và cái tất cả mọi hoạt động đều bình thường. Vâng. Dĩ nhiên chúng ta phải phòng những cái yếu tố mà nó 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 kịch phát, phát. khác với người bình thường. Thí dụ như là ở nhà cửa chúng ta phải sạch sẽ, dạ. à, máy lạnh hoặc à, máy, à, rồi à, dán ở trong nhà chúng ta phải phải ừ. phải nói chung là phải đối với một người hen thì cái môi trường nó phải tốt. Vâng. Thứ hai là mình chú ý những cái những cái những cái dị nguyên nguyên dạ. có thể trong không khí hoặc là trong cái thức ăn à, thức ăn thức uống mình phải vâng. lưu ý cái đó để mình tránh những cái yếu tố kịch phát mà khi mà mình mình ăn uống mà cảm thấy là mình ho nhiều hoặc là mình kho khè thì mình tránh cái, cái thức ăn đó ra dạ, vâng. thì đó là cái những cái điều quan trọng nhất là biện pháp dùng thuốc à, tập thể dục thể thao vấn đề ăn uống vệ sinh môi trường thì đó là những cái cái, cái, cái những cái cốt lõi trong vấn đề mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân hen của chúng ta. Dạ vâng. À, nhưng mà ở trong lúc mà tập luyện thể dục thể thao ấy, dạ vâng. Trong lúc tham gia các môn vận động ấy, thì bệnh bệnh nhân hen thì có cần phải chú ý gì không? Hay là vẫn chúng ta vẫn bình thường hồ tất cả mọi thứ ạ? À, thì chúng tôi sẽ đánh giá như thế này, à, tùy theo cái 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 vận động của bệnh nhân hen mà chúng tôi sẽ khuyến cáo là à, dĩ nhiên là bệnh nhân hen thì phải điều trị cái thuốc thuốc kiểm soát kéo dài rồi. Dạ. À, thì đó là cái chuyện đương nhiên và trước khi trước khi vào tập thì thông thường là chúng tôi hay khuyến cáo bệnh nhân thêm cái liều thuốc giãn phế quản à, hoặc là cái cái thuốc điều trị hen tác dụng nhanh trước khi mà chúng ta vào tập Thí dụ như khoảng à, à, nửa tiếng cho tới một tiếng à, nên à, xịt thuốc, xịt thuốc. À, hoặc là hết thuốc trước khi mà mình vận động như vậy thì nó sẽ cái vận động mình sẽ đảm bảo thứ nhất là an toàn à, thứ hai là 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 nó không có gián đoạn cái chuyện vận động dạ. luyện tập của 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 của, của chúng ta dĩ nhiên là những cái những cái vấn đề này bệnh nhân không không có nên tự ý là lúc nào cũng phải làm như vậy yeah. thì bác sĩ sẽ đánh giá xem là mình sẽ dùng loại thuốc gì mình sẽ dùng theo cái cách như thế nào có những trường hợp mà hen nó liên quan tới vận động thì mình mình mới sử dụng những cái cái cái, cái hướng dẫn đó yeah. Còn những bệnh nhân mà 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 mình điều trị tốt mà bệnh nhân vẫn vận động bình thường thì cũng không cần thiết à, khi đã kiểm soát tốt thì bệnh nhân đã trở nên gần như bình thường rồi yeah. thì không 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 nhất thiết do đó mà chỉ có những trường hợp mà hen mà do do vận động Được thì à. chúng ta nên chú ý sử dụng thêm một hai liều thuốc trước khi chúng ta vận động. Dạ vâng ạ. À, nhân cái câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình này rồi, thì tôi thấy là có nhiều bệnh nhân hen thì đã ổn định rồi. Vâng, nhưng mà có những cái bệnh nhân hen thì vì cái triệu chứng nó cứ tái đi tái lại vâng Nó khó nó mệt mỏi khiến cho bệnh nhân cảm thấy nản lòng. Thì trong quá trình điều trị cho nhiều nhiều bệnh nhân hen như thế thì pháo giáo sư lúc đấy thì có những cái tư vấn như thế nào cho ừ. bệnh nhân hay không? Tại vì là uh, đã mắc bệnh ấy thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng. Dạ, dạ vâng. Lo lắng lại sinh ra là uh, đấy như tâm lý mà phó giáo sư có chia <laughs> sẻ <xin cười> là đấy bệnh người bệnh mình là cứ muốn phải khỏi ngay cơ phải khỏi ngay tôi phải là khỏe mạnh ngay Vậy. lập tức tôi phải là người bình thường ngay lập tức tôi không muốn bị hen ừ. bởi vì thật sự là trong cộng đồng mình cũng có rất nhiều những cái gọi là kỳ thị đúng không ạ kỳ thị thì hơi cao quá nhưng mà cũng ngại ngần ừ. với những bệnh nhân hen rồi ngay cả những cái bạn nhỏ mà bị hen ấy thì ừ. vâng đôi khi là có khi bố mẹ thì có thể là bố mẹ không xin giấy như thầy giáo thì các thầy giáo ở trường cô vận động lại thôi thấy bạn này bị hen để thôi 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 giảm bớt cái hoạt động cho bạn à, để đề phòng ừ, là ừ. À, gia đình lại có thắc mắc gì đấy ạ vâng ạ phó giáo sư có thể ừ. chia sẻ điều gì về vấn dạ. đề này ạ dạ à, mỗi cá thể à, à, và mỗi 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 bệnh nhân nó đáp ứng với 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 thuốc nó mỗi khác. Vâng. À, có những bệnh nhân rất là nhạy rất là nhạy khi mà chúng ta sử dụng uh, thuốc giãn phế quản tim nó đập rất là nhanh hồi hộp run tay rồi, rung rồi uh, vân vân họ không có không 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 chịu nổi. À, có những bệnh nhân mà sử dụng ít uh, một thời gian thì nó lại có những cái biểu hiện tác dụng phụ. Vâng. thì thì uh, và những cái những bệnh nhân mà mình dùng mặc dù là dùng đầy đủ nhưng mà vẫn uh, vẫn vẫn có những cái cơn giống như hồi nãy uh, mà uh, mai hương đã 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 đã, dạ. đã 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 nói là mặc dù mình điều trị nhưng mà nó chưa kiểm soát được tốt dạ. uh, thì uh, bác sĩ uh, thường thường là chúng tôi sẽ khuyến cáo bệnh nhân trong thời gian mà mới tiếp nhận bệnh nhân mới thì chúng tôi sẽ uh, điều trị uh, xem coi là trong vòng một hai tuần chúng tôi phải cho bệnh nhân tái khám một lần để chúng tôi đánh giá lại cái đáp ứng của điều trị uh, tác dụng phụ của thuốc nhiều yếu tố nào ảnh hưởng làm cho bệnh nhân bị hen, chúng tôi phải điều trị bổ sung thí dụ như là có bị viêm mũi dị ứng hay không, có bị trào ngược dạ dày, dày hay không, không ha. Rồi những cái thuốc đi kèm theo bệnh nhân uống có khả năng nó nó lên cơn giống như hồi nãy mình nói là bệnh nhân bị uống thuốc cái những thuốc kháng viêm aspirin vân vân dạ, dạ. thì phải phải xem xét hết những yếu tố đó làm cho nó, nó ảnh hưởng làm cho cái, cái cái hen nó có thể nó không kiểm soát được. Vâng đó rồi à, chúng tôi phải xem coi là bệnh nhân à, xịt có đúng không, vâng. à, hít có đúng không, à, tại vì có, có nhiều khi mình, mình 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 tư vấn đầy đủ rồi nhưng mà về nhà quên mất, vâng. quên chỉ cần quên một động tác là, là đã làm sai, dạ. mà thuốc này khi mình đã sai rồi á, thì thì nó thuốc nó vào phổi nó ít, vâng. nó không đủ, nó không điều lượng do đó mà không kiểm soát được, do đó mà phải phải đánh giá lại, rồi phải hướng dẫn lại cho bệnh nhân rồi phải xem tác dụng phụ của thuốc vâng. đó thì thì bác sĩ sẽ sẽ xem những như vậy thì đa phần là kiểm soát được tốt vâng. tuy nhiên có những cái thể hen mà mà nó do đó do mình dùng thuốc nó không có đầy đủ rồi mình bỏ rồi mình dùng thuốc đủ phương đủ phương tám hướng hết dạ à, đúng à, rồi à. đó thành thử khi mà tới với chúng tôi là bệnh nó đã nặng rồi nó nó cái đường thở nó bị bị hẹp vĩnh viễn rồi vâng. à, À, và cái những cái những trường hợp đó là trường hợp mà khó kiểm soát do đó mà chúng tôi phải phải thêm những cái biện pháp khác nữa dạ. có thể dùng hai thứ thuốc thậm chí ba thứ thuốc và vâng. thậm chí bốn thứ thuốc có những trường hợp rất là nặng phải sử dụng uh, kéo dài và kể cả điều trị những cái bậc cao nhất vâng. mình phải mình phải sử dụng và một số bệnh nhân phải sử dụng những thuốc sinh học nữa nếu mà có chỉ định à, uh, nói chung là hiện nay thì ở tại Việt Nam thì có vấn đề thuốc men cũng có rất đầy đủ, đầy đủ tất cả những phương tiện để điều trị hen cho bệnh nhân, kể cả những trường hợp mà nặng nhất. Dạ. Và cái, cái điều quan trọng nhất là bệnh nhân phải tin tưởng vào và. cái đội ngũ y tế, tin tưởng vào bác sĩ và, và 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 tuân thủ, tuân thủ theo những cái khuyến cáo của bác sĩ, tuân thủ theo cái vấn đề sử dụng thuốc và 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 và, và sử dụng dụng cụ cho nó. Nó, nó chính xác dạ. còn nếu mà mình có có nghi vấn gì thì cứ mạnh dạn hỏi bác sĩ để bác ừ. sĩ tư vấn lại cho dạ, chúng ta à. đúng rồi. thông thường thì bệnh nhân thì nhiều có có nhiều cái tâm lý ngại ngần á khi muốn trao đổi và uh, nên đây thì tôi cũng thấy rằng là um, phó giáo sư có thể nói rõ hơn về cái việc là hiện nay thì cái việc mà kết nối giữa bệnh nhân hen và bác sĩ điều trị nó như thế nào và chúng ta có uh, thực sự là quản lý được cái uh, bệnh hen phế quản tốt ở cộng đồng hay không? Bởi vì vấn đề cho cuối cùng thì chúng ta vẫn là đảm bảo cho bệnh nhân có một cái chất lượng cuộc sống ổn định và rõ ràng là cái bệnh hen phế quản thì chúng ta có một cái chiến lược với chương trình quốc gia là quản quản lý rồi. Nhưng hiện nay thì chúng ta có làm tốt được cái điều đấy hay không và có một cái con số thống kê nào mà phó giáo sư có thể chia sẻ để mọi người cảm nhận rằng là bệnh nhân hen phế quản là có nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đang rất khỏe mạnh và ổn định cuộc sống. Đó? À, cái cái khi mà một cái đơn vị nào mà quản lý hen với dạ. mà hoạt động tốt thì cái vấn đề điều trị kiểm soát nó thành công cao lắm, vâng. tới bảy tám chục phần trăm lần. Còn những cái đơn vị nào mà nó không có cái đơn vị quản lý hen, không có đơn vị tư vấn, không có câu lạc bộ bệnh nhân hen dạ. thì thông thường là cái tỷ lệ thành công nó chỉ khoảng ba bốn chục phần trăm. đó là cái cái hiện tại tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay thì cũng mong muốn của bộ y tế và mong muốn của các các các, các bác sĩ chuyên về hô hấp thì chúng tôi cũng muốn cái mạng lưới mà kiểm soát hen và suy nó lan tỏa cho tới những cái tuyến tuyến quận huyện dạ. à, mong muốn là nó như vậy dạ. nhưng mà hiện dạ. nay thì cái quản lý đó nó chỉ có ở tuyến tỉnh vâng. phần lớn là tỉnh thậm chí hiện nay có một số tỉnh là máy đo chức năng hô hấp cũng chưa có vâng à, nhân lực về bác sĩ chuyên về để mà mà lo phụ trách với cái cái mảng này nó cũng chưa có vâng. à do đó mà mà nó cũng là một cái, cái cái trở ngại khó khăn để chúng ta triển khai những cái mạng lưới vâng. thì chúng tôi cũng phối hợp với bộ y tế cũng như bên tổng hội y học cũng hội phổi Việt Nam hội hô hấp Việt Nam rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy à, hội hen Dị ứng với hội hô hấp của chúng tôi cũng triển khai những cái mạng lưới quản lý hen dạ. với CBD cho cho tất cả và lúc nào cũng thường xuyên uh, tập quấn uh, bác sĩ đào tạo các bác sĩ vâng. và chuyển giao kỹ thuật dạ. cho các các đơn vị đó nơi nào mà có yêu cầu uh, thành lập đơn vị hen CBD chúng tôi sẽ nhảy tới liền à, <laughs> nhảy tới luôn. để hỗ trợ cho vấn đề đào tạo hỗ trợ vấn đề kỹ thuật À, rồi à, tư vấn cho cho các bạn thì đây là cái cái nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta vâng. thì hôm nay cũng là một cái 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 một thành phần trong cái mạng lưới này dạ. là mình muốn lan tỏa những cái kiến thức kinh nghiệm để cho cộng đồng à, bệnh nhân họ hiểu biết thì cái chính bệnh nhân cái sự hiếu bệnh nhân nó sẽ góp phần rất lớn cho sự thành công của vấn đề kiểm soát hen À, mình thấy là rất đáng tiếc là bệnh nhân hen là bệnh rất, điều trị khá dễ dạ. nhưng mà lại cái kiểm soát còn rất là kém vâng. rất kém phải nói là rất kém từ vì cái uh, bệnh nhân của tâm lý của Việt Nam là cái mong muốn bệnh nào cũng phải điều trị khỏi dạ. nhưng mà nó đã là bệnh mãn tính thì không không bao giờ mà khỏi trong một 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 số một chiều dạ, vâng. đó, do đó mà phải điều trị kiên trì và cũng chúng tôi cũng mong muốn là những cái thuốc mà điều trị hen ha à, có hiệu quả hiện nay được uh, bảo hiểm y tế chi trả cho tới vâng. những cái tuyến quận huyện. Vâng. À, đó là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong muốn vì uh, thỉnh thoảng thì lại có những cái uh, cái cái đợt có thuốc rồi có những cái đợt thì thuốc nó không có. Vâng. À, đà, bệnh nhân phải uh, bác sĩ phải đổi từ thuốc này qua thuốc khác rồi đổi tùm lum ta la hết. Vâng. Cái đó là một cái điều mà khó khăn trong vấn đề mà quản lý uh, bệnh nhân hen. Vâng. Thì uh, cái sự chọn lựa của của người bác sĩ trên những sản phẩm nó phải phù hợp cho từng cái cá thể chứ không vâng. phải là mình áp cho cho tất cả một cái cái thuốc này mà cho tất cả mọi bệnh nhân he he vâng. à, bệnh nhân có thể phù hợp với thuốc này bệnh nhân lại phù hợp với thuốc khác à, đó là vấn đề mà chúng tôi cũng mong muốn và à, đang triển khai những cái chương trình đó à, và chương trình đó thì à, cũng mong muốn là tất cả các các, các bác sĩ mà về hô hấp chúng ta sẽ ta thiết lập một mạng lưới và và triển khai điều đặn và lâu dài. Dạ vâng. Chứ không phải là chúng ta theo làm theo phong trào. Vâng. À, chúng ta làm theo chương trình rồi hết chương trình chúng ta nghĩ cái đó là ừ. nó nó rất là 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 là, là, là vô ích. Dạ. À, đối với với cộng đồng vâng. à, tôi nghĩ là cái truyền thông cũng như là những cái nguồn lực vị tế à, bảo hiểm xã hội cũng à, cũng góp phần vào cái sự thành công của cái mạng lưới này. Dạ vâng. À, chung quy lại là chúng ta bất cứ là một cái chương trình nào đó nhất là về sức khỏe thì phải đảm <laughs> bảo được cái tính bền vững luôn ạ dạ đúng. vâng dạ vâng à, vâng chúng ta đã lắng nghe rất nhiều những giải đáp của phó giáo sư tiến sĩ trần văn ngọc tuy nhiên do chương trình thời, thời gian của chương trình có hạn nên những câu hỏi của các bạn về gửi về sau sẽ được chúng tôi gửi đến phó giáo sư tiến sĩ trần văn ngọc giải đáp sau và được cập nhật trên fanpage của chương trình giá như ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ lắng nghe những thông điệp mà phó giáo sư ngọc sẽ gửi tới chương trình à, thông qua cái chủ đề ngày hôm nay ạ à, dạ vâng xin mời phó giáo sư ạ thì hen là một cái bệnh mãn tính do đó đòi hỏi chúng ta phải điều trị lâu dài thậm chí một số trường hợp chúng ta phải điều trị suốt đời cọt tu là một thuốc chủ trị trong hen nhưng mà thuốc này tác dụng phụ khá nhiều nếu chúng ta dùng không có đúng đặc biệt là chúng ta không nên tự ý sử dụng thuốc còn tôi uống và chích, à, bởi vì nó tác dụng phụ rất là nhiều, à, do đó mà à, thuốc này được à, khuyến cáo à, chỉ nên sử dụng bằng đường hít, à, vâng. lâu dài, à, ít tác dụng phụ và hiệu quả à, à, đạt được à, tối ưu khi mà chúng ta à, tuân thủ cái à, điều trị. À, do đó bà con cũng à, nên không nên à, à, quan mang về cái bệnh của mình đây là cái bệnh mà hiện nay là cái bệnh của cộng đồng à, rất phổ biến à, và cũng không có ai kỳ thị à, về cái bệnh lý này và chúng ta à, yên tâm điều trị với những cái à, những cái phương tiện à, những thuốc men rất là là, là tốt hiện nay với à, cái hiệu quả rất cao và tác dụng phụ rất là thấp à, cũng à, qua chương trình này cũng mong à, à, bà con cô bác à, hãy lắng nghe uh, những tư vấn, những cái hướng dẫn của uh, của ngành y tế cũng như các chuyên gia về hô hấp trong vấn đề điều trị hen nhất là khi chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó 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 nó, nó đã tác dụng phụ rất nhiều nếu chúng ta sử dụng không có đúng. Dạ vâng ạ, à, vâng xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Ngọc và chúc cho phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Ngọc thật là nhiều sức khỏe và sẽ dễ có thêm rất nhiều những kiến thức mà chị có thể chia sẻ cho cộng đồng và thực hiện những cái dự án vâng ạ làm sao để quản lý làm sao để giúp cho bệnh nhân kiểm soát hen À, tốt nhất ạ, à? dạ vâng. À, thưa quý vị và các bạn à, để kiểm soát tốt và điều trị bệnh hen một cách tốt nhất, bên cạnh việc tuân thủ điều trị của nhân viên y tế, người bệnh hen nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, người bệnh hen cũng nên hạn chế ăn những thức ăn gây dị ứng cho cơ thể. Ngoài ra, cần tập thể dục đều đặn để tăng cường sức đề kháng, nhất là tập thở. và khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng của bệnh. Chương trình Giá Như với thông điệp hiểu sớm, hiểu đúng sống khỏe, tuần này xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy tương tác với chương trình trong khung giờ quen thuộc từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần và đừng quên like theo dõi kênh fanpage của Giá Như để cập nhật những thông tin bổ ích về sức khỏe và cách để phòng tránh phòng các bệnh không lây nhiễm. Thân ái chào tạm biệt.